như một con quỷ đội lốt người, sự sỉ nhục của nghề giáo cao quý là những từ xứng đáng dùng để miêu tả hung thủ trong vụ án ngày hôm nay, một vụ án đã gây chấn động dư luận Trung Quốc vào năm 2008. Chỉ vì lòng tham vật chất mà người phụ nữ này đã tước đoạt mạng sống và tương lai của một cô bé 8 tuổi. Khi bị bắt, cô ta không những không run sợ mà còn dửng dưng phủ nhận tội lỗi một cách lạnh lùng và ghê tởm. Bộ mặt thật của hung thủ hiện ra dưới ánh sáng pháp lý, khiến cả xã hội kinh hãi và phẫn nộ. Một năm sau vụ án được xét xử, hung thủ đã phải chịu bản án thích đáng, kết thúc một vết đen nhơ tối trong lịch sử ngành giáo dục của Trung Quốc. Vậy điều gì đã xảy ra trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô bé 8 tuổi? Điều gì đã biến một người thầy thành kẻ sát nhân? Hãy cùng Thu Trang lật lại chi tiết vụ án đau thương ngày hôm nay nhé! Ngày 7 tháng 3 năm 2008, tại thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, một buổi tối yên bình bỗng trở nên rối loạn khi một cặp vợ chồng trung niên hớt hải bước vào sở cảnh sát huyện Tùy Bình. Trong ánh mắt lo lắng, họ vừa run rẩy vừa báo cáo rằng cô con gái 8 tuổi của mình là Tiểu Vi đã mất tích không dấu vết. Theo lời kể của cặp vợ chồng, buổi sáng hôm đó khoảng 7 giờ, họ đã đưa Tiểu Vi đến trường như thường lệ. Nhưng khi tan học, con gái họ không trở về nhà. Mẹ của Tiểu Vi chắc chắn rằng bà đã đích thân đưa con gái đến trường và tận mắt nhìn thấy cô bé bước vào cổng trường. Tuy nhiên, khi bà quay lại đón con vào buổi trưa, Tiểu Vi đã không xuất hiện. Sự lo lắng hoang mang bùng lên khi bà gặp cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Vi, cô Lê Thư, và được biết rằng Tiểu Vi đã vắng mặt suốt buổi ngày hôm nay. Cô Lê Thư ban đầu nghĩ rằng Tiểu Vi có thể bị ốm nên nghỉ học. Cô đã có ý định gọi điện cho mẹ Tiểu Vi để hỏi thăm tình hình sau khi tan ca sáng. Nhưng chưa kịp gọi thì hai người gặp nhau tại trường. Lúc này, cả hai mới hoang mang nhận ra rằng Tiểu Vi đã mất tích suốt gần 5 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi bảo vệ trường xác nhận rằng sáng hôm đó không có ai lạ mặt vào trường, cũng không có ai bắt gặp bất kỳ sự việc nào bất thường khi trực ca sáng cả. Lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra, hai vợ chồng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực trường học, từ trong trường đến ngoài trường. Gặp ai, hai vợ chồng cũng hỏi, ngóc ngách nào họ cũng lao vào tìm, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Càng nghĩ, bố mẹ Tiểu Vi càng cảm thấy bất an, và không chần chừ, họ quyết định đến sở cảnh sát để trình báo vụ việc. Một cô bé 8 tuổi được chính tay mẹ dắt tới trường và mất tích ngay sau đó. Tính tới thời điểm hiện tại đã 8 tiếng trôi qua, cô bé lại không ở trường, không ở nhà, cũng như không ở nhà người quen nào. Vậy cô bé có thể đi đâu? Hay cô bé bị ai lạ mặt âm thầm dẫn đi? Cảnh sát ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc và không dám lãng phí một giây phút nào. Họ nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại trường học, tiến hành thẩm vấn 3 nhóm đối tượng khả nghi nhất. Bác bảo vệ, cô giáo chủ nhiệm và 33 học sinh cùng lớp với Tiểu Vi để tìm kiếm manh mối. Nhưng kết quả lại không thu được gì thêm so với lời tường thuật trước đó thu thập từ hai vợ chồng. Cả 35 người không có một ai gặp Tiểu Vi vào sáng nay. Một tia hy vọng khác có thể tìm thấy dấu vết của Tiểu Vi, đó chính là camera cổng trường. Thời gian trước, do thông tin các ngôi trường lân cận có kẻ lạ mặt rình rập, để phụ huynh an tâm phần nào, nhà trường đã đầu tư lắp camera ở cổng, tính đến nay đã lắp được 1 tháng. Ngay lập tức, bảo vệ đã hỗ trợ cảnh sát tua lại đoạn ghi hình sáng nay. Dừng lại ở lúc 7 giờ 5 phút, Tiểu Vi xuất hiện với hành động đang vẫy chào mẹ. Sau đó, cô bé đi vào sân như bình thường. Nhưng cô bé đã không đi thẳng vào dãy nhà trước mặt để lên lớp mà lại bất ngờ rẽ phải về hướng nhà vệ sinh. Tới đây đã là góc khuất của camera, cô bé cũng không xuất hiện lại ở sân nữa. Đồng thời sau đó cũng không một ai ghi nhận cô bé có mặt tại lớp, tức là Tiểu Vi đã mất tích chỉ sau 2 phút xuất hiện tại cổng, mà thời điểm chỉ gói gọn trên đoạn đường hướng tới nhà vệ sinh. Khi tới điều tra khu vực hướng tới nhà vệ sinh, đó là khu vực nằm sau và giữa dãy lớp học và dãy phòng hành chính nhân sự, xung quanh là tường rào bao bọc trường học cao 3 mét. Theo phân tích của cảnh sát, nếu Tiểu Vi mất tích tại đây, thì khả năng chỉ có thể là bị bắt đi hoặc đi với ít nhất một người lớn khác, bởi vì một cô bé 1m30 không thể tự trèo khỏi tường rào này trốn ra ngoài được. Bất ngờ, một viên cảnh sát phát hiện rơi dưới đất có một tấm nhựa giống như chiếc mặt của móc chìa khóa. Nhìn kỹ thì đây có vẻ là móc khóa kỷ niệm của đoàn thể trong trường sau một dịp nào đó. Hướng lên trên, quả nhiên, cảnh sát phát hiện ra vết cọ sát một vật gì đó với lớp xi măng của tường rào. Vết tích này chỉ mới xuất hiện. Ngoài ra, không có dấu vết xâm nhập nào khác.
Sau khi xác nhận và móc nối tất cả các dữ liệu, cảnh sát đưa ra hình dung ban đầu cho vụ án. Tại vị trí lý tưởng là sau nhà vệ sinh và trước tường rào, Tiểu Vi đã bị bắt cóc bởi một công nhân viên trong trường. Hung thủ bằng cách nào đó dụ dỗ bắt cô bé lại, sau đó dòng dây một đầu buộc Tiểu Vi, đầu còn lại được quăng ra phía ngoài để kéo cô bé qua tường rào. Đó là nguyên nhân của vết xước xi măng được tìm thấy. Cảnh sát có thể đặt giả định hung thủ là một công nhân viên trong trường là vì mảnh mặt móc chìa khóa rơi tại hiện trường. Hiệu trưởng xác nhận là đồ lưu niệm của các giáo viên sau chuyến du lịch do nhà trường tổ chức vào cuối tuần trước. Có thể nói, đây là vật chứng quan trọng mà hung thủ đã vô tình làm rơi trong lúc hành động. Lúc này, cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn 22 giáo viên và một nhân viên thư viện đã nhận móc khóa lưu niệm vào một ngày trước. Kết quả chỉ có 2 giáo viên không đưa ra được chiếc móc khóa của mình. Đó là cô giáo thể dục Vương Linh Như và cô giáo mỹ thuật Lương Hồng Nghê. Cả hai đều bình tĩnh khai báo là đã để quên đâu đó, vật cũng nhỏ nên họ không hề để ý đã mất lúc nào. Một điều quan trọng hơn là Tiểu Vi mất tích hơn 8 tiếng, nhưng kết quả thẩm vấn lại cho thấy, trong suốt thời gian này, 23 công nhân viên của nhà trường đều có mặt đầy đủ để làm việc hoặc giảng dạy, không có bất kỳ ai xin vắng mặt hay nghỉ phép ngày hôm nay, kể cả 2 giáo viên không đưa ra được móc khóa của mình. Chẳng lẽ hung thủ là một người lạ mặt ngoài trường? Mặt móc khóa chỉ là trùng hợp rơi tại vị trí được cho là hiện trường vụ án. Cảnh sát đã phỏng đoán sai ư? Nhưng mặt khác, nếu phân tích kỹ hơn lời khai của 2 giáo viên Vương Linh Như và Lương Hồng Nghê sẽ thấy một điểm rất vô lý. Khi cảnh sát hỏi 2 giáo viên gần đây có từng đi qua khu vực sau nhà vệ sinh không, thì cả hai đều trả lời không. Thậm chí họ không tới khu vực vệ sinh đó vì trường học có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, khu vệ sinh đó là dành cho học sinh. Vậy thì bằng cách nào, một trong 2 chiếc mặt móc khóa bị mất lại có mặt ở đó? Nhất định phải có ít nhất một người nói dối thì sự vô lý này mới lý giải được. Vậy ai là kẻ đã nói dối, Vương Linh Như hay Lương Hồng Nghê? Tiếp tục theo hướng suy luận này, cảnh sát suy đoán thêm được một chi tiết quan trọng nữa. Vụ bắt cóc phải có thêm ít nhất một đồng phạm. Một người là giáo viên trong trường dụ và bắt trói Tiểu Vi rồi dòng dây ra ngoài. Một người còn lại từ bên ngoài kéo và mang Tiểu Vi đi. Sau đó, người giáo viên trở lại lớp học giảng dạy như không có gì xảy ra. Điều này lý giải cho việc khu vực sau trường không có dấu hiệu bị xâm nhập, cũng như việc không có giáo viên nào vắng mặt trong thời gian xảy ra vụ việc. Đến đây, cảnh sát bàng hoàng nhận ra tình hình nghiêm trọng của vụ án. Giả sử giáo viên trong trường chỉ là kẻ tiếp tay, thì mạng sống của Tiểu Vi đang nằm trong tay một kẻ khác. Trong trường hợp đây là một vụ bắt cóc tống tiền, thì đã gần 10 tiếng trôi qua, tại sao gia đình Tiểu Vi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ hung thủ? Cảnh sát không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Tính mạng của Tiểu Vi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mong rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với Tiểu Vi. Cảnh sát lập tức quay lại với 2 nghi phạm chính. Lần này, họ quyết định dùng đòn tâm lý để làm lung lay ý chí, từ đó khiến nghi phạm phải lộ sơ hở. Tiến hành thẩm vấn riêng, kết quả thẩm vấn cho thấy cô giáo Vương Linh Như không có biểu hiện gì đáng ngờ, được loại khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng với cô giáo Lương Hồng Nghê thì khác, cô ta đã dần dần biểu lộ sự lo lắng đầy sơ hở. Để vạch trần lời nói dối của nghi phạm, cảnh sát nói với nghi phạm rằng một trong 2 chiếc móc khóa bị mất đã có mặt ở sau nhà vệ sinh dành cho học sinh. Trên đó, cảnh sát đã trích xuất được vân tay và nó trùng khớp với nghi phạm. Khi được hỏi đến đây, thay vì có thái độ thắc mắc như Vương Linh Như, thì Lương Hồng Nghê lại bắt đầu lo lắng, lúng túng và ấp à ấp úng. Cảnh sát tiếp tục nói, có một nhân chứng đã thấy Lương Hồng Nghê đi về phía nhà vệ sinh đó vào sáng nay. Tại sao cô lại nói dối về điều này? Trên khuôn mặt của Lương Hồng Nghê lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh. Sau đó chỉ thêm một vài câu tấn công tâm lý dồn dập, tuyến phòng thủ của cô ta đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cô ta khóc nức nở. Là tại tôi chính là người giúp hắn ta dụ dỗ và bắt cóc Tiểu Vi từ trong trường. Sau một phút bình tĩnh, Lương Hồng Nghê bắt đầu khai. Vào sáng nay, khi thấy Tiểu Vi bước vào sân trường, cô ta đã vẫy cô bé từ xa. Cô bé ngây thơ, không chút nghi ngờ liền chạy tới. Tiếp đó, Lương Hồng Nghê dẫn dụ cô bé ra khu vực sau nhà vệ sinh sau trường, rồi bất ngờ bịt khăn tẩm thuốc mê lên miệng Tiểu Vi, khiến cô bé ngất xỉu ngay lập tức. Cô ta vội vàng lấy bao tải và dây thừng đã chuẩn bị trước đó để buộc Tiểu Vi, rồi giằng dây ra cho Vu Liên Hà ở bên ngoài. Đến đây, coi như nhiệm vụ đã hết, nên cô ta quay trở lại giảng dạy như không có gì xảy ra.
Theo như lời khai, Vu Liên Hà là một người anh họ hàng của cô. Hắn ta vốn là một con nghiện ma túy, nghiện cờ bạc lâu năm. Thỉnh thoảng cô cũng có giúp hắn, cho hắn vay tiền trong lúc khó khăn. Gần đây, Vu Liên Hà tâm sự hắn đang nợ nần chồng chất, cần có một số tiền lớn, mong được giúp đỡ. Nhưng chính cô cũng đang trong hoàn cảnh túng thiếu do gia đình gặp khó khăn, chồng đang bệnh nặng, cô cũng sắp không gánh nổi nữa rồi. Vậy là Vu Liên Hà liền nảy ra ý tưởng bắt cóc học sinh của trường Lương Hồng Nghê để tống tiền. Tuy ban đầu, Lương Hồng Nghê nhảy dựng lên phản đối, nhưng sau một hồi bị thuyết phục, cô ta đồng ý chỉ giúp hắn dụ dỗ con mồi và chúc thuốc mê, còn lại cô ta sẽ không liên quan gì sau đó nữa. Lúc này, Lương Hồng Nghê vừa khóc vừa khai, cũng vừa tỏ ra rất hối hận. Cô ta nói chưa nhận gì từ Vu Liên Hà và cũng không có ý định nhận gì từ hắn nữa, mong cảnh sát xem xét. Tuy cảnh sát vẫn có chút thắc mắc là tại sao sau khi bắt cóc được Tiểu Vi, Vu Liên Hà vẫn chưa gọi bất cứ cuộc gọi tống tiền nào. Nhưng lúc này, việc tìm ra Vu Liên Hà và giải cứu cô bé 8 tuổi mới là điều cấp bách nhất. Cảnh sát lập tức lấy thông tin của nghi phạm để liên hệ với hắn. Để phòng hắn không nghe máy hoặc tắt máy ngang, cảnh sát đã dùng số lạ giả dạng bên dịch vụ thử liên hệ và cố kéo dài cuộc gọi với hắn để dò ra vị trí hiện tại. Kết quả lại khiến cảnh sát bất ngờ khi hắn nghe điện thoại trong tình trạng có vẻ không mấy tỉnh táo và vị trí hắn đang đứng được xác định là một quán bar trong huyện Tùy Bình. Đến đây, cảnh sát vô cùng thắc mắc. Một kẻ bắt cóc trẻ em 8 tuổi tại sao không phải là đang ở một nơi hoang vắng canh chừng con tin hay lên kế hoạch đòi tiền chuộc mà lại đang ở trong quán bar, thậm chí là đang trong đó ăn chơi che chén bài lắc. Lúc này, bên đội kỹ thuật cũng trích xuất được các đoạn video quay lại hình ảnh một người đàn ông chở một bao tải trên xe đi qua các đoạn đường gần trường học sáng nay. Hình ảnh đã được Lương Hồng Nghê xác nhận. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vu Liên Hà đã mang Tiểu Vi đi. Chỉ khoảng 10 phút sau, cảnh sát có mặt tại quán bar và vây bắt thành công thủ phạm. Lúc bị bắt, Vu Liên Hà đang trong tình trạng phê thuốc, không đủ tỉnh táo. Ở đây cũng không có dấu hiệu nào của Tiểu Vi bị bắt nhốt. Vì vậy, hắn lập tức được giải về đồn để chờ tra khảo. Từng giây phút trôi qua, cảnh sát và gia đình không khỏi lo lắng sốt ruột về sự an toàn của cô bé. Mong rằng Vu Liên Hà vẫn chưa làm hại gì tới cô bé cả. Sau 30 phút, thủ phạm bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo và tỏ ra bất ngờ. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao các anh lại bắt tôi? Cảnh sát liền đưa ra đoạn video anh chở Tiểu Vi trong bao tải kèm lời khai của Lương Hồng Nghê để hắn khỏi bao biện và khai ra tung tích của cô bé ngay lập tức. Nhưng đến chính cảnh sát cũng không ngờ được tới phản ứng của Vu Liên Hà. Sau khi nghe cảnh sát nói, hắn ta liền cười lớn như còn phê thuốc. Ha ha, quá được cười, các anh bị cô ta lừa rồi. Rồi sắc mặt của hắn liền đổi sang trạng thái tức giận, căm phẫn nghiến răng. Con ả đê tiện Lương Hồng Nghê, cô ta dám đổ hết mọi tội lỗi sang người tôi ư? Vu Liên Hà khai báo rằng đúng là hắn có kéo Tiểu Vi ra ngoài và chở cô bé đi, nhưng thực chất chính là theo sự sai khiến của Lương Hồng Nghê chở cô bé về nhà cô ta. Hắn chỉ nhận giúp cô ta trông chừng cô bé tới trưa nay. Sau khi Lương Hồng Nghê dậy xong ca sáng, Vu Liên Hà đã trao lại cô bé và bỏ đi ba chờ thuốc đến lúc bị cảnh sát bắt. Hắn còn dõng dạc nói nếu cảnh sát không tin thì có thể đến nhà Lương Hồng Nghê lục soát. Lúc này, cảnh sát không khỏi mất bình tĩnh, tức giận vì nhận ra mình đang bị thủ phạm dắt mũi. Hai kẻ thủ phạm này đang cố tình lợi dụng tình hình để đổ lỗi cho nhau. Vậy ai mới là kẻ nói dối? Ai mới là chủ mưu chính trong vụ việc này? Dù sao, cả hai thủ phạm đều đã nằm trong tay cảnh sát. Tìm ra Tiểu Vi chỉ còn là vấn đề thời gian. Cảnh sát tin rằng họ đang tới rất gần với cô bé rồi. Lập tức, Lương Hồng Nghê bị tra khảo, nhưng cô ta rất bình tĩnh phủ nhận mọi cáo buộc của Vu Liên Hà. Có vẻ cả hai đã đều hoàn toàn trở mặt với nhau. Không còn cách nào khác, cảnh sát trực tiếp áp giải Lương Hồng Nghê về nhà để khám xét. Khi cảnh sát tiến hành lục soát nhà của Lương Hồng Nghê, mọi đồ vật trong nhà dường như không có gì khả nghi cho đến khi cô ta đưa mắt qua một cánh cửa tủ trong nhà mình. Đôi mắt của Lương Hồng Nghê chợt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cô ta nhanh chóng thu ánh mắt lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự bồn chồn trong lòng. Ngay sau đó, cô ta đã cố gắng đánh lạc hướng của các viên cảnh sát rằng thật sự cô ta không giấu cô bé Tiểu Vi. Tuy nhiên, một viên cảnh sát tinh nhạy đã phát hiện ra sự bất thường trong hành động của Lương Hồng Nghê. Không chần chừ, phía cảnh sát quyết định kiểm tra cánh cửa mà cô ta vừa đưa mắt một cách vội vã. Với một cú đẩy mạnh mẽ, cánh cửa bật mở và trước mắt họ hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tiểu Vi,
cô bé mất tích mà mọi người đang lo lắng tìm kiếm đang nằm bất động trong căn tủ tối tăm. Miệng và mũi của cô bé bị dán chặt bởi băng dính, khiến cô bé đã chết vì ngạt thở từ lâu, thân thể trở nên lạnh lẽo vô hồn. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đầy chết chóc. Cô bé vừa sáng nay còn vui vẻ và khỏe mạnh thì hiện chỉ còn lại một xác chết. Câu hỏi lớn nhất hiện lên trong đầu mọi người là Lương Hồng Nghê đã làm gì với cô bé? Khi đối mặt với sự chất vấn dữ dội từ phía cảnh sát, Lương Hồng Nghê cuối cùng đã gục ngã trước áp lực và thú nhận toàn bộ quá trình phạm tội. Cô ta thừa nhận rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ lòng tham tiền bạc. Đằng sau vỏ bọc của một giáo viên hiền lành và mẫu mực, Lương Hồng Nghê đã biến mình thành một con quỷ khi quyết định tước đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội vì những mục đích đen tối. Lời thú nhận của cô ta khiến cả căn phòng điều tra chìm trong bầu không khí nặng nề. Sự kinh hoàng và phẫn nộ tràn ngập khi tất cả đều nhận ra rằng một tội ác không thể tha thứ được đã phơi bày. Lương Hồng Nghê vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, với tương lai rộng mở và đầy hứa hẹn. Nhưng số phận đã không mỉm cười lâu với cô ta. Sau khi công việc kinh doanh của cha cô ta thất bại, gia đình dần rơi vào cảnh khó khăn. Dù vậy, cha mẹ Lương Hồng Nghê vẫn cố gắng chuẩn bị một khoản hồi môn hậu hĩnh cho cô ta, coi như đó là cách để đảm bảo cuộc sống ổn định cho con gái của mình sau này. Tuy nhiên, số tiền này đã sớm lọt vào tầm ngắm của Vu Liên Hà, anh họ của Lương Hồng Nghê. Vu Liên Hà là kẻ có quá khứ đen tối, từng bị bỏ tù vào những năm 1990 vì tội cướp tài sản, và sau khi ra tù, hắn lại sa vào con đường nghiện cờ bạc và ma túy. Không muốn làm việc và không có nguồn thu nhập ổn định, Vu Liên Hà luôn ở trong tình trạng thiếu tiền, đặc biệt là khi thua bạc. Nhiều lần, hắn tìm đến Lương Hồng Nghê để vay tiền, nhưng mọi lần đều bị chồng cô ta ngăn cản. Tuy nhiên, lòng tham không dễ dàng bị dập tắt. Vu Liên Hà quyết định thay đổi chiến thuật và nghĩ ra một kế hoạch tinh vi hơn để chiếm đoạt tiền của cô em họ. Hắn bắt đầu rủ rê Lương Hồng Nghê tham gia vào thế giới cờ bạc của mình. Bằng cách hợp tác với đồng bọn, Vu Liên Hà tổ chức một trò chơi được dàn xếp trước, khiến Lương Hồng Nghê lầm tưởng rằng kỹ năng cờ bạc của hắn rất tuyệt vời và việc kiếm tiền từ cờ bạc là điều dễ dàng. Những lần thắng liên tiếp đã nhanh chóng tạo nên niềm vui sướng trong lòng Lương Hồng Nghê, khiến cô ta nghiện cảm giác chiến thắng. Nhưng khi Lương Hồng Nghê thực sự bước vào trò chơi cờ bạc, cô ta bắt đầu thua cuộc. Vu Liên Hà không bỏ lỡ cơ hội, hắn khuyến khích Lương Hồng Nghê tham gia cùng mình vào những ván bài lớn hơn. Theo thỏa thuận, Lương Hồng Nghê sẽ bỏ vốn, số tiền thắng sẽ được chia đều, còn nếu thua thì cả hai cùng gánh chịu. Cuộc chơi này đã kéo Lương Hồng Nghê vào vòng xoáy không lối thoát. Từ tháng 3 năm 2006, cả hai liên tục tham gia đánh bạc, và chỉ trong vòng hơn một năm, cô giáo viên đã thua bạc hơn 100.000 nhân dân tệ. Dù dần dần nhận ra điều bất thường, cô ta vẫn không thể dứt ra khỏi cơn nghiện cờ bạc. Cuối năm 2007, với lòng kiêu ngạo và không tin vào số phận, Lương Hồng Nghê quyết định tự mình tham gia đánh bạc mà không còn hợp tác với Vu Liên Hà. Nhưng bước đi này chỉ khiến cô ta rơi sâu hơn vào vực thẳm nợ nần. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lương Hồng Nghê đã gánh khoản nợ khổng lồ lên đến gần 700.000 nhân dân tệ, một con số khủng khiếp đối với một giáo viên. Chính cơn nghiện cờ bạc đã biến cô ta từ một người vợ, người mẹ và giáo viên mẫu mực thành kẻ tàn ác, sẵn sàng phạm tội để thoát khỏi gánh nặng nợ nần. Đầu năm 2008, cuộc sống của Lương Hồng Nghê trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi chồng cô ta gặp tai nạn ô tô và cần tiền gấp cho việc điều trị. Đã chìm sâu vào nợ nần do cờ bạc, Lương Hồng Nghê không còn cách nào để xoay sở. Cô ta tìm đến Vu Liên Hà, yêu cầu hắn ta đưa 50.000 nhân dân tệ theo như thỏa thuận chia thắng thua trước đó. Nhưng Vu Liên Hà cũng đang trong tình trạng khó khăn và không thể xoay nổi số tiền này. Trong cơn bế tắc, Vu Liên Hà nảy ra một ý tưởng đen tối và đề nghị Lương Hồng Nghê cùng hợp sức thực hiện một vụ bắt cóc. Hắn ta vẽ ra viễn cảnh rằng chỉ cần bắt cóc một người đàn ông giàu có, mọi vấn đề tài chính của họ sẽ được giải quyết. Ban đầu, cả hai lên kế hoạch dụ dỗ một ông chủ giàu có bằng cách dùng Lương Hồng Nghê làm mồi nhử. Tuy nhiên vào phút cuối, Lương Hồng Nghê không đủ can đảm để thực hiện kế hoạch này. Nhưng áp lực về tiền bạc ngày càng lớn, đặc biệt là khi gia đình ngày càng thúc giục cô ta kiếm tiền để chữa trị cho chồng. Vào khoảng ngày 5 tháng 3 năm 2008, không thể chịu nổi áp lực nữa, Lương Hồng Nghê và Vu Liên Hà đã quyết định chuyển hướng kế hoạch. Thay vì bắt cóc người lớn, họ lên kế hoạch bắt cóc một học sinh. Vào ngày 5 tháng 3, Lương Hồng Nghê đang đứng lớp, trong lòng đầy lo lắng vì cần tiền gấp.
Trong một phút giây bất chợt, cô ta nảy ra ý tưởng tàn nhẫn. Để xác định hoàn cảnh gia đình của các học sinh trong lớp, cô ta hỏi bất ngờ rằng trong nhà ai có xe ô tô. Những lời nói tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất lại là một cách để Lương Hồng Nghê chọn mục tiêu. Tiểu Vi ngây thơ và thật thà đã nhiệt tình giơ tay. Cô bé không biết rằng chính hành động này đã đặt mình vào tầm ngắm của một kế hoạch đáng sợ. Lương Hồng Nghê nhận ra Tiểu Vi có vẻ ngoài chỉn chu, quần áo tươm tất, và từ đó suy đoán rằng gia đình cô bé hẳn là rất giàu có. Vậy là kế hoạch bắt cóc Tiểu Vi bắt đầu được thực hiện. Ngày 6 tháng 3, Lương Hồng Nghê liên tục gọi điện cho Vu Liên Hà, bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết về kế hoạch bắt cóc Tiểu Vi. Họ đã thống nhất mọi thứ và ngay sáng hôm sau, Lương Hồng Nghê đã sẵn sàng hành động. Khi Tiểu Vi đến trường, cô ta chờ sẵn và lừa cô bé ra sau trường. Với lòng tin tưởng, Tiểu Vi không hề nghi ngờ và đi theo Lương Hồng Nghê rồi bị chuốc thuốc ngất lịm đi mà chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như lời khai của hai thủ phạm Khải trước đó. Vu Liên Hà sau khi đưa cô bé vào nhà thì canh chừng và đợi Lương Hồng Nghê về. Để tránh bị nghi ngờ, Lương Hồng Nghê dậy hết 2 tiết buổi sáng sau đó mới ra về. Còn Tiểu Vi có vẻ ngủ khá say nên đến lúc cô về, Tiểu Vi mới tỉnh. Cô ta giả vờ giải thích với Tiểu Vi rằng sáng cô bé bị ngất và bố mẹ em đã nhờ cô chăm sóc, đến buổi chiều sẽ qua đón cô bé về. Sau đó, Lương Hồng Nghê lo lắng đi lại trong nhà xem nên gọi tống tiền bố mẹ Tiểu Vi vào lúc nào. Vì là lần đầu làm chuyện này nên cô ta có nhiều phần lo sợ. Cho đến đầu giờ chiều, Lương Hồng Nghê được hiệu trưởng gọi điện triệu tập do cảnh sát muốn thẩm vấn toàn bộ giáo viên trong trường. Và ông ấy còn không quên dặn cô nhớ mang theo chiếc móc khóa lưu niệm ngày hôm qua được nhà trường phát. Lúc này, cô ta mới giật mình phát hiện ra chiếc móc khóa của mình chỉ còn lại phần móc. Còn mặt móc khóa đã bị rơi mất lúc nào không hay. Vậy là cô ta vội giấu phần thân móc khóa đi, sau đó quay ra nói với Tiểu Vi. Đây là thuốc bổ giúp con khỏe lại và thuyết phục Tiểu Vi uống. Nhưng kỳ lạ thay, thuốc ngủ mà cô ta sử dụng lại không có tác dụng như dự định. Tiểu Vi, thay vì chìm vào giấc ngủ, lại liên tục yêu cầu được bố mẹ đến đón về. Tình huống này khiến Lương Hồng Nghê hoang mang, không biết phải xử lý ra sao. Không còn cách nào khác, Lương Hồng Nghê đành phải trấn an Tiểu Vi và dỗ dành cô đi ngủ. May sáng lúc này, thuốc mới có chút tác dụng và cô bé cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc gấp gáp, Lương Hồng Nghê vội vàng gọi cho Vu Liên Hà, mong nhận được chỉ dẫn tiếp theo. Nhưng ở đầu dây bên kia, Vu Liên Hà lại đang mải mê với ma túy và hoàn toàn bỏ qua những cuộc gọi cầu cứu của cô ta. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nhà trường gọi điện cho Lương Hồng Nghê, thông báo rằng có đoàn kiểm tra cấp trên đang đến và yêu cầu cô ta nhanh chóng có mặt. Nỗi lo sợ bắt đầu bao trùm lên Lương Hồng Nghê khi cô ta nhận ra rằng nếu rời đi, Tiểu Vi có thể tỉnh dậy, hoảng loạn và la hét, thu hút sự chú ý của người ngoài, thậm chí cả cảnh sát. Không thể để điều đó xảy ra, Lương Hồng Nghê đã hành động như một bóng ma lạnh lùng. Cô ta tiến về phía Tiểu Vi, bịt chặt miệng và mũi khiến Tiểu Vi ngất đi ngay lập tức. Nhưng trong giây phút đó, Lương Hồng Nghê không biết rằng hành động này sẽ dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn. Sau khi khiến Tiểu Vi ngất đi, Lương Hồng Nghê quyết định tiến thêm một bước tàn nhẫn. Cô ta nhặt cuộn băng keo trong suốt trên bàn và dán thành vòng tròn kín quanh mũi và miệng của Tiểu Vi. Hành động này chặn hết đường thở của cô bé. Lương Hồng Nghê sau đó kéo Tiểu Vi, lúc này đã bất tỉnh, giấu sau cánh tủ quần áo của mình. Với vẻ ngoài bình tĩnh, cô ta hy vọng rằng kế hoạch độc ác của mình sẽ không bị ai phát hiện. Buổi chiều hôm đó, Lương Hồng Nghê đã trở lại trường học, chịu sự thẩm vấn của viên cảnh sát. Nhưng cô ta tỏ ra rất bình tĩnh để đánh lừa cảnh sát rằng cô ta đã vô tình mất chiếc móc khóa và cũng không liên quan tới khu vực nhà vệ sinh của học sinh. Nhưng khi bị cảnh sát nắm thóp, Lương Hồng Nghê đã vô cùng lo sợ và nghĩ đến hình phạt cho kẻ chủ mưu. Cô ta trong phút chốc không có cách nào chấp nhận được, vì vậy mới có diễn biến đổ hết tội lỗi lên người Vu Liên Hà. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, tìm ra kẻ chủ mưu chỉ là vấn đề thời gian. Vượt qua mọi mánh khóe của Lương Hồng Nghê, cảnh sát đã mở cánh cửa đó ra và tìm được Tiểu Vi. Nhưng thật đáng đau xót, một sự thật kinh hoàng được phơi bày. Tiểu Vi đã chết từ lâu do bị ngạt thở bởi cuộn băng keo mà Lương Hồng Nghê dán chặt quanh miệng và mũi cô bé. Khoảnh khắc cảnh sát phát hiện thi thể Tiểu Vi, mọi thứ đổ sụp trước mắt Lương Hồng Nghê. Cô ta nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội ác mình đã gây ra. Không thể giữ nổi sự bình tĩnh giả tạo, Lương Hồng Nghê ngã quỵ xuống đất, sợ hãi đến mức không thể thốt lên lời
đối diện với hậu quả khủng khiếp từ hành động của mình. Ngày 16 tháng 7 năm 2008, tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, không khí căng thẳng bao trùm cả phiên tòa. Đây là vụ án gây chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương. Hàng trăm người tụ tập bên ngoài tòa án, lòng tràn ngập sự phẫn nộ và khao khát công lý. Ai cũng muốn chứng kiến con quỷ đội lốt giáo viên này phải trả giá cho tội ác man dợ mà cô ta đã gây ra. Trong khi bị cáo đứng trước vảnh móng ngựa, Lương Hồng Nghê vô liêm sỉ và ghê tởm vẫn cố gắng bảo vệ bản thân. Phiên tòa còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng cô ta đã bắt đầu khóc khàn khàn, như thể nỗi hối hận sâu sắc đang nuốt chửng cô ta. Giọng nói vỡ òa trong nước mắt, Lương Hồng Nghê van xin thẩm phán hãy cho cô ta một cơ hội nữa. Sau đó, cô ta rút ra một lá thư ăn năn, khóc lóc trình bày trước tòa, kể về hai đứa con nhỏ của mình, những đứa trẻ mà cô ta nói sẽ không thể sống thiếu mẹ. Lá thư ngập tràn những lời lẽ tha thiết, van xin sự tha thứ từ tòa án và từ công chúng. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng không thể bị che lấp bởi những giọt nước mắt giả tạo. Tiểu Phi đã chết, chết một cách đau đớn và tuyệt vọng, không một ai có thể cho cô bé cơ hội để sống lại. Cô bé đã bị cướp đi tuổi thơ, gia đình của Tiểu Vi mất đi đứa con yêu dấu mãi mãi. Trước những lời van xin của Lương Hồng Nghê, cha mẹ của Tiểu Vi đứng lên với ánh mắt đầy căm phẫn, kiên quyết phản đối bất kỳ sự tha thứ nào dành cho cô ta. Họ yêu cầu tòa án phải tuyên một bản án nặng nhất để công lý được thực thi và để những đau khổ của họ có được sự an ủi dù chỉ là nhỏ nhoi. Ngoài ra, trong phiên tòa xét xử, bị cáo Vu Liên Hà, sinh năm 1968, đã phải đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích không nhỏ. Vu Liên Hà từng bị kết án 3 năm tù vào năm 1990 vì tội cướp tài sản. Theo lời thú nhận của Lương Hồng Nghê, thì tất cả mọi thứ từ việc bắt cóc Tiểu Vi đến việc đòi tiền chuộc đều là dựa trên một kế hoạch chung mà hai người đã thỏa thuận. Theo đó, Vu Liên Hà sẽ phụ trách việc chở Tiểu Vi về nhà Lương Hồng Nghê để canh giữ, rồi sau đó hắn sẽ là người đòi và đi lấy tiền chuộc. Tuy nhiên, Vu Liên Hà đã hoàn toàn phủ nhận việc này. Hắn ta khẳng định rằng chưa bao giờ thảo luận về âm mưu bắt cóc với Lương Hồng Nghê và hoàn toàn không biết trước về việc bắt cóc Tiểu Vi. Dựa trên lời khai của Vu Liên Hà, người đầu tiên đề xuất việc bắt cóc Tiểu Vi không phải ai khác chính là Lương Hồng Nghê. Vu Liên Hà, người đã vay tiền từ Lương Hồng Nghê để đánh bạc và không thể trả lại, cho rằng chính vì áp lực phải trả nợ và sự ham muốn tiêu tiền của Lương Hồng Nghê mà cô ta đã nghĩ ra phương pháp cực đoan bắt cóc và tống tiền. Khi nhận được đề xuất, hắn đã chần chừ và chưa vội đồng ý. Vu Liên Hà thừa nhận rằng sáng hôm đó, hắn theo sự sai khiến gấp gáp của Lương Hồng Nghê đến chở Tiểu Vi về nhà. Tuy hắn không đồng tình với kế hoạch này, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với đề nghị của Lương Hồng Nghê. Trong khi đó, Lương Hồng Nghê đã không ngừng tìm cách đổ lỗi cho Vu Liên Hà. Cô ta khẳng định rằng chính Vu Liên Hà là người đã dụ dỗ cô ta vào cờ bạc, dẫn đến việc cô ta mất tất cả tài sản và rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Cô ta cũng đổ lỗi cho Vu Liên Hà vì chính hắn là người đã đề xuất kế hoạch bắt cóc và tống tiền. Sự đối đầu và đổ lỗi qua lại giữa hai bị cáo đã khiến phiên tòa trở nên căng thẳng và kịch tính. Trong khi Lương Hồng Nghê cố gắng xây dựng hình ảnh của mình như một nạn nhân, Vu Liên Hà kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình và lên án hành động của Lương Hồng Nghê. Hắn chỉ thừa nhận rằng bản thân đã bị cuốn vào kế hoạch bắt cóc của Lương Hồng Nghê trong một khoảnh khắc mất kiểm soát. Hắn ta biện minh rằng khi nghe về chiến lược này, hắn chỉ đồng ý trong tình trạng yếu đuối và không suy nghĩ chín chắn. Tuy nhiên, dù hắn có lý do gì đi nữa, hành động của hắn vẫn cấu thành tội phạm nghiêm trọng và không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Lương Hồng Nghê, mặc dù đã thể hiện sự ăn năn sâu sắc trong lời khai cuối cùng của mình, cũng không thể làm thay đổi sự thật về tội ác mà cô ta đã gây ra. Trong phiên tòa, Lương Hồng Nghê bật khóc, đọc một lời thú tội dài 4 trang, thể hiện sự hối hận và cầu xin cho một cơ hội để làm lại cuộc đời. Cô ta giải thích rằng, hôm qua cô ta còn cảm thấy tự hào về vị trí và danh tiếng của mình. Nhưng giờ đây, cô ta đã trở thành một tội nhân và sẵn sàng nhận hình phạt nặng nề của pháp luật. Nhưng sự hối lỗi và nước mắt của Lương Hồng Nghê chỉ được xem như là một màn diễn xuất nhằm giảm nhẹ hình phạt. Theo ý kiến của nhiều người, những lời xin lỗi của cô ta không thể làm thay đổi thực tế đau lòng rằng một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đã mất đi cuộc sống một cách tàn nhẫn. Nỗi đau của gia đình Tiểu Vi không thể được bù đắp bằng bất kỳ hình phạt nào. Và những lời khai của Lương Hồng Nghê chỉ là biểu hiện của nỗi sợ hãi trước sự trừng phạt sắp tới. Ngày 3 tháng 8 năm 2008,
Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Chú Mã Điếm đã đưa ra phán quyết sơ thẩm trong vụ án bắt cóc đau lòng này. Bị cáo Lương Hồng Nghê, người đã gây ra cái chết đau đớn của Tiểu Vi, bị kết án tử hình. Cô ta còn bị tước quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu. Đối với Vu Liên Hà, đồng phạm trong vụ án, hắn ta bị kết án 15 năm tù, bị tước quyền chính trị trong 5 năm và phải chịu mức phạt 50.000 nhân dân tệ. Phán quyết này không thể làm cô bé Tiểu Vi sống lại, nhưng nó mang lại một phần công lý cho nạn nhân và gia đình, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự nghiêm minh của pháp luật đối với những tội ác nghiêm trọng. Vụ án của Tiểu Vi không chỉ là một minh chứng đau thương về sự tàn bạo của con người, mà còn là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Lương Hồng Nghê lẽ ra phải là hình mẫu đạo đức và chăm sóc cho học sinh, đã phản bội sự tin tưởng và thực hiện hành động ác độc. Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức trong giáo dục và chăm sóc trẻ em, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của áp lực tài chính. Áp lực này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm nghiêm trọng, vì vậy cần phải có sự hỗ trợ tâm lý và tài chính kịp thời. Vụ án cũng cho thấy sự cần thiết của việc cảnh giác với những dấu hiệu bất thường và hành động kịp thời từ cộng đồng và cơ quan chức năng để bảo vệ trẻ em. Phán quyết nghiêm khắc đối với Lương Hồng Nghê và Vu Liên Hà khẳng định sự công bằng của pháp luật, mặc dù không thể trả lại sự sống cho Tiểu Vi, nhưng gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng pháp luật sẽ không tha thứ cho những hành động tội ác. Dù bản án không thể lấp đầy nỗi đau của gia đình nạn nhân, hy vọng rằng từ bi kịch này, xã hội sẽ rút ra những bài học quan trọng về trách nhiệm, đạo đức và sự bảo vệ trẻ em để ngăn chặn những câu chuyện đau lòng trong tương lai. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Nếu thấy vụ án này hay, bạn có thể đăng ký kênh để xem những vụ án sắp tới trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!